Xin chào các bác nha, em tiếp tục phục vụ các bác một cái con lọc khí VIP Hitachi. Con này nó là siêu phẩm được các bác. Cái dòng máy mặt gương sang trọng. Đấy, năm nay cái cơ hội các bác sở hữu nó khá là hợp lý. Trước này thì em cũng chưa biết, không biết, em cũng không để ý thị trường anh em bán bao nhiêu đâu. Nhưng mà em nhập được con lô này khá là tốt. Thì em bán giá cũng rất hợp lý cho các bác nhé. Chiếc này thì em bảo ra luôn bán là 3,5 triệu, bảo hành 1 năm. Máy nguyên bản điện 100V các bác nhé. Em không đấu biến áp đâu vì không tìm chỗ nào nó phù hợp cả. Mã số 3. Đây, các bác xem đã làm trắng đẹp sạch hết rồi nhé. Năm 2016. EPLVG90. Năm 2016 các bác nhé. Chiếc này thì các bác cứ dùng loanh quanh tầm khoảng 50-60 m². Rất đẹp. Bọn này nó là auto clear, tự dọn màng. Đấy các bác này. Các bác bấm vào đây nhé, là lên chữ on này, là khi mà nó bẩn thì nó sẽ tự động nó dọn màng cho các bác. Đấy, hoặc là các bác giữ 3 giây thì nó sẽ chạy để dọn. Tí em sẽ cho các bác xem nó chạy dọn. Đây là báo độ ẩm, báo nhiệt độ ẩm thứ đầy đủ này. Hẹn giờ này. 2 giờ, 4 giờ, công nghệ eco này. Các chế độ lọc, rồi là bù ẩm các kiểu các bác. Đây là tốc độ lọc, đây bù ẩm đây. Máy khá là dễ dùng. Phím cảm ứng sang trọng, mặt kính cường lực cực chắc chắn. Đẹp. Đây. Một cái chiếc máy năm nay có 3,5 triệu thì nói đúng ra rẻ bằng nửa năm ngoài. Năm ngoái các bác nào thích con này toàn 7-8 triệu các bác này. Không dám bán luôn. Tắt cực kỳ luôn. Con này màng của nó còn rất đẹp các bác nhé. Đây màng ẩm này. Ẩm như mới luôn các bác nhé. Màng ẩm rất đẹp. Quay cho các bác cái màng rồi sau đó sẽ tí nữa sẽ cho chạy cái auto clear cho các bác xem. Vệ sinh mà con này khá tốn công các bạn ạ, làm đẹp hình thức trắng trẻo. Đây là cái lưới của nó các bạn. Còn đây là cái mặt motor chạy quét màng bụi xuống cái khay này. Các bác dùng thời gian các bác vệ sinh cái khay này, nó sẽ chứa vào đây. Đây là cái một kết nối cái đầu motor xoay. Trong này là các cái màng, màng zin của nó còn rất là mới các bạn này. Đẹp nhé. Màng than này các bạn này. Đây, mặt đây. Đây, màng tạo ẩm trong các bạn nhìn như mới luôn. Đây. Quá VIP. Còn duy nhất một chiếc này thôi các bạn. Cái auto clear này có duy nhất một chiếc này nhé. Không có hàng ở đâu. Các bác nào đang có ý định thì các bác chốt sớm. Giá thành siêu hợp lý, siêu rẻ. Quá rẻ. Bây giờ em sẽ cho nó chạy auto clear để các bác nhìn nhé. Các bác sẽ nhìn thấy cái thanh xanh xanh này ở dưới này này. Nó sẽ chạy lên. Sẽ bật nhé. Nguồn này. Và các bác giữ ở đây 3 giây. Đấy, thì nó sẽ dọn màng. Đấy, dọn nhé, chạy. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Cái xanh xanh này chạy lên, cái đỏ này có khi các bác nhìn rõ hơn này. Đấy, cái đỏ đang trôi mức này, các bác nhìn sẽ lên đây nhé. Đấy, auto clear dọn màng đang trôi lên dọn. Đấy, các bác nhìn chưa? Đấy, đang trôi lên dần này, nhìn đây, đấy, thấy chưa? Đấy, cái chiếc này bán 3,5 triệu nhé, các bác nào lấy thì các bác alo cho em. Chào các bạn.